Còn có những cái quan niệm thì sẵn thì sư nói luôn, cha mẹ là Phật sống, thì xin thưa là đây là một cái sự hiểu sai. Không có đoạn kinh nào nói rằng cha mẹ là Phật sống, mà trong Tăng Chi Đức Thế Tôn chỉ nói cha mẹ là phạm thiên của con, cha mẹ là vị trời ở trong nhà, nhớ nha, chứ cha mẹ không phải là Phật. Mà vị phạm thiên hoặc hay là vị trời đều là những vị phải đảnh lễ Đức Thế Tôn. Cho nên cha mẹ là phạm thiên, cha mẹ là trời, nhưng mà cha mẹ không phải là Phật sống.